Ta sẽ bắt đầu bằng cái ca lâm sàng. Thứ nhất là một bệnh nhân nữ 53 tuổi, địa chỉ tại Gia Lâm, Hà Nội, vào viện vào tháng 11 năm 2019. Thì tiền sử bệnh nhân uống nhầm thuốc diệt chuột cách đây 6 tháng. Thì cách vào viện một tuần thì bệnh nhân chảy máu chân răng tự nhiên nhiều, đi khám tại bệnh viện huyện chẩn đoán là được viêm lợi và được lấy cao răng. Sau khi lấy cao răng 3 ngày thì bệnh nhân chảy máu chân răng liên tục kèm theo có tiểu đỏ. Vào bệnh viện khu vực thì được xét nghiệm có rối loạn đông máu và chuyển viện hoặc điều trị tiếp. Về lâm sàng thì bệnh nhân tỉnh, không thiếu máu, có sốt huyết dưới da cũ ở hai chi dưới và còn chảy máu chân răng và tiểu đỏ. Thì cái xét nghiệm mà sàng lọc ban đầu cho thấy là bệnh nhân có kéo dài PT và đồng thời cả PT và APTT, với PT là 2% dưới 2% và RAPTT là 2,49, trong khi fibrinogen số lượng tiểu cầu và TT thì trong dạng bình thường. Chúng tôi làm tiếp các cái xét nghiệm về kháng đông nội sinh và kháng đông ngoại sinh thì âm tính. Định lượng các yếu tố đông máu cho thấy là có các yếu tố phụ thuộc vitamin K bao gồm yếu tố 2, yếu tố 7, yếu tố 9, yếu tố 10 thì đều giảm. Bên cạnh đấy thì có yếu tố 5 ở trong giới hạn bình thường là 122% và đồng thời có protein C và protein S cũng giảm. Và các yếu tố khác thì trong dạng bình thường. Chúng tôi đã chẩn đoán là thiếu các yếu tố máu phụ thuộc vitamin K trên một cái bệnh nhân mà có tiền sử là uống nhầm thuốc diệt chuột. Một cái ca lâm sàng thứ hai, đấy là một bệnh nhân cũng là nữ ở 40 tuổi, địa chỉ cũng tại Gia Lâm, Hà Nội, cũng vào viện vào tháng 10 năm 2019. Thì bệnh nhân thì có một cái thì cách vào viện một tuần thì bệnh nhân bị sảy thai 13 tuần và bệnh nhân đã được nạo thai tại phòng khám tư, sau đó thì chảy máu nhiều. Bệnh nhân được cấp cứu tại bệnh viện Phụ sản Trung ương, được xử trí một cấp cứu cắt tử cung hoàn toàn để lại hai buồng trứng. Và trong cái quá trình nằm tại viện thì bệnh nhân được xét nghiệm có rối loạn đông máu và hội chẩn đến hội chẩn máu trung ương, được chẩn đoán là thiếu các yếu tố đông máu phụ thuộc vitamin K, đã được truyền huyết tương và vitamin K với liều 40mg một ngày. Sau mổ thì bệnh nhân ổn định ngày thứ ba, sau đó chuyển về viện hội chẩn máu trung ương theo dõi tiếp. Thế thì trong cái khi mà vào đến viện hội chẩn máu trung ương thì chúng tôi khai thác bệnh nhân thì thấy là bệnh nhân có sở thích ăn thịt chó và đặc biệt là rất rất thích ăn thịt chó, mỗi một tháng có khi là phải ăn 4-5 bữa. Và trong cái thời gian bệnh nhân nằm viện thì chồng bệnh nhân cũng bị sốt huyết tiêu hóa và ông chồng thì được điều trị tại bệnh viện 108 và được chẩn đoán gì không rõ nhưng cũng được điều trị bằng vitamin K. Thì trên lâm sàng thì bệnh nhân có tỉnh và thiếu máu nhẹ, vết mổ đường trên sương mu kích thước 15cm khô và không có chảy máu. Xét nghiệm thì có huyết sắc tố giảm nhẹ, tiểu cầu 296, bạch cầu thì bình thường. Như vậy là đây trong cái bảng này là một cái mô tả các cái chỉ số xét nghiệm đông máu ở cái thời điểm, có hai cái thời điểm là một cái thời điểm là cái ngày mổ và một cái thời điểm là sau mổ 3 ngày. Như vậy ngày mổ là cái thời điểm là đang ở khi mà bệnh nhân người ta gửi máu ở bệnh viện Phụ sản Trung ương gửi sang viện hoạt chuyển máu Trung ương, và cái ngày sau 3 ngày sau mổ là khi bệnh nhân đã được chuyển về viện hoạt chuyển máu Trung ương rồi. Thế thì các anh chị thấy là khi mà ở cái thời điểm bệnh nhân chưa được chẩn đoán là cái ngày mổ đây này thì bệnh nhân có PT và APTT kéo dài, trong khi fibrinogen và TT thì ở trong dạng bình thường, số lượng tiểu cầu thì bình thường. Định lượng các yếu tố đông máu phụ thuộc vitamin K thì có yếu tố 2, 7, 9, 10 thì đều giảm. Trong đấy yếu tố 7 là chỉ còn có 0,4%, trong khi yếu tố 9 là 7,5. Và yếu tố 10 và yếu tố 2 thì là cũng có giảm nhưng mà cao hơn. Và các chị cũng thấy là yếu tố 5, hôm đấy là khi mà do cấp cứu nhưng chúng tôi chỉ làm yếu tố 5 thôi. Thì yếu tố 5 ở trong giới hạn bình thường 139%, thậm chí còn hơi tăng 139%. Và 3 ngày sau khi được bổ sung vitamin K thì bệnh nhân, các xét nghiệm của bệnh nhân đã ở về giới hạn bình thường. Các anh chị nhận thấy là PT là từ dưới 2% đã về được 71% và RAPT từ R là 1,9 thì nó đang tăng lên là ở giới hạn bình thường là 0,9 và các cái chỉ số khác, các định lượng, các yếu tố khác thì về trong giới hạn bình thường. Một cái trường hợp thứ ba, đấy là một cái trường hợp bệnh nhân nữ 60 tuổi có tiền sử viêm đa khớp dạng thấp nhiều năm và thường xuyên uống thuốc nam và thuốc khớp không rõ chẩn đoán và không rõ là thuốc gì và không có tiền sử chảy máu bất thường. Thì cách vào viện 15 ngày đã xuất hiện đám sốt dưới da ở chân, không khám và điều trị gì. Và sau đấy, sau khi xuất hiện sốt dưới da ở chân 5 ngày thì bệnh nhân đau nhức răng và phù nề mặt.
đi khám tại một bệnh viện tuyến trung ương, phát hiện áp xe ở dưới hàm và được mổ trích mổ áp xe, được xét nghiệm tiền phẫu và thời gian máu chảy máu đông như bình thường. Và sau khi trích xong thì bệnh nhân có chảy máu bất thường ở cái vết mổ, và sau đó bệnh nhân được mổ lần hai cũng lại tiếp tục chảy máu, và vì vậy bệnh nhân được chuyển đến viện huyết học truyền máu trung ương. Thì khi đến viện huyết học truyền máu trung ương, bệnh nhân cũng được xét nghiệm thấy có PT và APTT cùng kéo dài, trong đó PT thì dưới 10%, RAP thì lớn hơn 5, trong khi TT ở fibrinogen ở trong giới hạn bình thường, thậm chí fibrinogen còn tăng, số lượng tiểu cầu thì bình thường, làm kháng đông nội ngoại sinh thì cũng âm tính. Và chúng tôi đến lượng yếu tố đông máu thì cũng thấy là các yếu tố phụ thuộc nguyên ca là yếu tố 2, 5, 2, 7, 9, 10 thì bình thường, yếu tố 5 bình thường, yếu tố 11, yếu tố 8, yếu tố 11 thì bình thường, trong khi yếu tố 8 thì tăng, protein C, protein S cũng có giảm. Chẩn đoán là thiếu các yếu tố máu phụ thuộc vitamin K. Thế thì vitamin K là cái gì và nó tại sao nó lại ảnh hưởng đến cái quá trình đông máu như vậy? Thì vitamin K là một cái vitamin có nhiều chức năng, trong đấy thì có cái chức năng về hỗ trợ về mặt đông máu, cái chức mà có một chức năng về tổng hợp xương cũng như là dự phòng cái canxi hóa của thành mạch. Và cái nhu cầu thường ngày của vitamin K ở trong cuộc sống hàng ngày đối với nam giới là 120 microgram và đối với nữ giới là 90 microgram. Và vitamin K thì có ở trong thức ăn, có hai nguồn, đấy là có hai nguồn thiên nhiên mà cung cấp vitamin K, đó là vitamin K1 và vitamin K2. Vitamin K1 thì nó có ở trong các cái loại cây, cây có lá màu xanh và các cái dầu của hạt, ví dụ như là dầu canola hoặc là có nhiều trong cải can. Còn vitamin K2 thì nó ở trong được do cái vi khuẩn đường ruột nó tổng hợp nên. Và để hấp thụ vitamin K thì nó liên quan đến vitamin, đến là một cái vitamin hấp thu liên quan đến dầu. Nhưng mà thiếu cung cấp vitamin K mà không đủ thì nó, hoặc là sử dụng các cái thuốc mà kháng vitamin K có thể ảnh hưởng, một số thuốc có thể ảnh hưởng đến sự hấp thu của vitamin K. Thì quá trình hấp thu vitamin K thì như thế nào? Thì vitamin K là một cái vitamin mà có tan trong lipid, thiết yếu, đóng một vai trò quan trọng trong việc sản xuất các protein đông máu. Thì có ba dạng vitamin K trong cơ thể, có ba dạng vitamin K. Đấy là vitamin K1, còn có tên là phylloquinone, là dạng tồn tại tự nhiên, có trong các loại rau lá, lá xanh, trà xanh và các loại dầu như đậu tương, bông cải, cải dầu và dầu ô liu. Còn vitamin K2 là một nhóm các dạng của vitamin K được gọi chung là menaquinone, được tổng hợp bởi hệ vi sinh vật đường ruột của con người và tìm thấy trong thực phẩm lên men và sản phẩm động vật. Còn vitamin K3 còn có tên là menadione, là một dạng tổng hợp hòa tan trong nước, trước đây được bán trên thị trường nhưng hiện tại không còn được sử dụng vì độc tính ở trên người. Ở vitamin K1 và một số dạng của vitamin K2 được hấp thu qua thức ăn, qua đường ăn, tại thức ăn, qua đường ăn uống. Và tại ruột non thì vitamin K được tích hợp với các hạt mysen và được tạo ra từ nhũ tương hóa các sản phẩm lipid bởi muối mật. Các hạt mysen sau khi đấy thì đi qua các lông mao ruột non và kết hợp với apoprotein và cholesterol tạo thành các xylomicron. Và các hạt này sau đấy thì đi vào trong cái mao mạch qua nhung mao. Sau đấy thì rồi gom về các hạch bạch huyết và đổ ở thành ruột rồi đổ vào bể Quebec. Từ đây thì chúng theo cái ống ngực đổ vào tĩnh mạch dưới đòn và dưới đòn trái và vào cái tuần hoàn chung. Về cái chuyển hóa vitamin K thì vitamin K thì cái lượng dự trữ của vitamin K trong cơ thể rất nhỏ và có thể nhanh chóng cạn kiệt nếu không bổ sung qua chế độ ăn uống thường xuyên. Có lẽ vì hạn chế, vì khả năng hạn chế trong việc dự trữ vitamin K, vì vậy mà cái cơ chế tái hấp thu của nó được thông qua một chu trình được gọi là chu trình vitamin K apoptosis. Và cái chu trình vitamin K cho phép một lượng nhỏ vitamin K được tái sử dụng nhiều lần cho việc carboxy hóa protein, do đó làm giảm nhu cầu qua chế độ ăn uống. Chu trình được tóm tắt như sau. Thứ nhất, vitamin K hydroxyquinone này được oxy hóa thành vitamin K oxida. Và cái phản ứng cho phép gamma glutamine carboxylase hóa dư lượng axit glutamic chọn lọc trên các protein phụ thuộc vitamin K. Và việc tái chế cái vitamin K này
thì thành hydroquinone dạng khử được thực hiện bởi hai phản ứng ở K exposit vitamin K thành vitamin K quinone và sau đó thành vitamin K hydroquinone. Đây là cái quá trình của nó đây. Và sau đó thì các cái ngoài ra các cái thuốc Trung Đông loại kháng vitamin K như warfarin hoạt động bằng cách ức chế hoạt động của cái vitamin KO đây và do đó cản trở chu trình tái hấp thu của vitamin, cản trở chu trình của vitamin K. Thì các yếu tố đông máu phụ thuộc vitamin K thì gồm có những cái yếu tố gì? Yếu tố đông máu phụ thuộc vitamin K thì gồm có yếu tố 2, yếu tố 7, yếu tố 9 và yếu tố 10. Và kèm theo đấy là ba cái chất chống đông sinh lý là protein C, protein S và protein Z. Và trong cái quá trình này lại cần có vitamin K để giúp chuyển nhóm chức acid glutamic thành carboxylic glutamate. Khi đó thì bộc lộ vị trí cho phép gắn ion canxi vào bề mặt phospholipid của các yếu tố đông máu. Lúc này các yếu tố máu mới có hoạt tính để tham gia các cơ chế đông cầm máu. Như vậy anh chị đã nhìn thấy ở đây là khi mà tổng hợp ra thì khi mà được tổng hợp ra thì là các yếu tố đông máu ở dạng tiền hoạt hóa. Thì khi mà có vitamin K rồi thì nó sẽ được hoạt hóa trở thành dạng hoạt tính, lúc đấy là nó mới có cái tác dụng đông máu. Thì warfarin là nó sẽ tác động vào cái chu trình tổng hợp của vitamin K này. Vì vậy mà nó làm cho các cái yếu tố đông máu thì nó tồn tại ở dạng hoạt tính bất hoạt, và vì vậy mà chưa có cái không còn cái chức năng hoạt động nữa. Thì cái thời gian bán hủy của các yếu tố đông máu thì nó khác nhau. Các anh chị nhận thấy ở đây có yếu tố 2 là từ 50 đến 8 mà là 80 giờ, yếu tố 7 là 6 đến 8 giờ, yếu tố 9 24 giờ, yếu tố 10 là 25 đến 60, protein C là 9 và protein S là 60. Như vậy các cái thời gian bán hủy của các yếu tố này rất là khác nhau, trong đấy là yếu tố 7 là có thời gian bán hủy ngắn nhất là 6 đến 8 giờ và protein C là có thời gian bán hủy là ngắn nhất là 9 giờ. Và chính vì vậy mà nó phụ thuộc vào các cái có cả vitamin K ảnh hưởng đến cả các yếu tố đông máu và các yếu tố kháng đông. Chính vì vậy mà cái biểu hiện của các cái thuốc của cái bất thường chức năng của cái thiếu yếu tố đông máu phụ thuộc vitamin K nó cũng vừa có thể là tắc mạch, vừa có thể là chảy máu, phụ thuộc vào cái yếu tố nào mà nó có trước. Cái giai đoạn đầu thì có thể là cái, và cũng như là cái nồng độ mà chúng ta sử dụng các cái kháng vitamin K mà chúng ta sử dụng thì có thể là thời gian đầu sẽ làm cho bệnh nhân có yếu tố đông máu, và vì vậy và phải để đến khoảng tầm 3 đến 5 ngày sau thì các yếu tố như 2, 7, 9, 10 nó mới giảm, lúc đấy thì nó mới gây ra chảy máu. Chính vì vậy mà các anh chị nhận thấy lưu ý là khi kháng vitamin K để mà điều trị cho các bệnh nhân mạch thì bao giờ chúng ta cũng phải gối với heparin để mà cho những cái thời gian đầu tiên trong 3 đến 5 ngày đầu thì khi mà protein C giảm thì cái nguy cơ tăng đông của bệnh nhân nó còn cao hơn. Sau đấy thì khi mà giảm các yếu tố 3 đến 5 ngày sau, các yếu tố 2, 7, 9, 10 nó giảm xuống thì lúc đấy thì mới có tác dụng chống đông. Nhân để mà thiếu các yếu tố đông máu của vitamin K thì có hai, được phân ra làm hai nguyên nhân. Đấy là hai nhóm nguyên nhân, đấy là bẩm sinh và mắc phải. Nếu mà bẩm sinh thì rất hiếm gặp, thì có hai loại. Đó là tiếp 1 là thiếu hoạt tính của gamma glutamine carboxylase, và tiếp 2 là giảm chức năng vitamin K epoxy reductase complex, và cái phức hợp này. Và đây là một cái bệnh lý di truyền lại, nhiễm sắc thể thường, nhiễm thể số 16 và nhiễm sắc thể số 2 đối với tiếp 1 và nhiễm sắc thể số 16 là tiếp với tiếp 2. Và triệu chứng thì chảy máu từ ngay đầu sau sinh ở trẻ không có biểu hiện giảm chức năng gan hay kém hấp thu. Thế còn cái nguyên nhân mắc phải thì thứ nhất là do thuốc. Chúng ta có thể gặp những cái trường hợp bệnh nhân dùng kháng sinh loại cephalosporin ảnh hưởng đến cái hệ vi khuẩn của bệnh nhân. Rồi thuốc chống đông loại cumarin như warfarin, salicylate, thuốc chống co giật, liều cao vitamin A và E, thuốc ức chế axit mật như cholestyramine hoặc cholestipol, hoặc dầu khoáng, hoặc cái thuốc giảm cân Oxalista. Và một cái nhóm tiếp theo nữa là cái nhóm bệnh mãn tính, bao gồm như suy dinh dưỡng, các bệnh nhân bị phẫu thuật bụng nhiều lần, nuôi dưỡng qua đường tĩnh mạch dài hạn, bệnh gan, hoặc là đông máu rải rác trong lòng mạch, hội chứng thận hư hoặc ung thư máu.
Một cái nhóm nữa là các cái kém hấp thu của những bệnh nhân có bệnh xơ nang này, bệnh viêm ruột, đường mật, tắc mật xơ gan mật tím phát hoặc rất là dày viêm tụy mãn tính. Rồi một cái nhóm tiếp theo nữa là thiếu tố máu phụ thuộc beta ở trẻ sơ sinh, khi mà cái gan của trẻ nó chưa hoàn thiện, nó chưa chưa hoàn thiện thì nó chưa tổng hợp. Và về triệu chứng của các bệnh nhân này thì là lâm sàng là xuất huyết là triệu chứng nổi bật, gặp ở nhiều vị trí đa dạng. Với ba vị trí xuất huyết hay gặp nhất là xuất huyết dưới da, xuất huyết nội tạng và xuất huyết niêm mạc. Và bệnh nhân có thể gặp cái tắc mạch. Về mặt xét nghiệm thì xét nghiệm của cái bệnh nhân thiếu yếu tố máu phụ thuộc beta thì thể hiện một tình trạng giảm đông. Trên lâm sàng có thể tình trạng có tùy thuộc giảm rất nặng hoặc là giảm vừa phải, tùy thuộc vào cái mức độ mà bị thiếu hụt. Thì trong một nghiên cứu năm 2014 tại Viện Học Truyền máu Trung ương thì tất cả có 100% đều có PT giảm kết hợp với APTT kéo dài. Và hoạt tính các yếu tố máu phụ thuộc beta bao gồm yếu tố 2, 7, 9, 10 giảm, trong đó yếu tố mạch giảm. Và bên cạnh đó các hoạt tính các yếu tố máu không phụ thuộc beta, nhất là yếu tố 8 từng tăng cao. Một số bệnh nhân có tình cái này được lý giải là bởi là khi mà bệnh nhân có cái tình trạng nguy cơ cái tình trạng nguy cơ cơ tình trạng chảy máu thì cơ thể nó có sẽ tăng tiết cái yếu tố dự trữ để mà làm cho bệnh nhân bớt chảy máu đi, vì vậy yếu tố 8 là được tăng lên. Còn nếu chúng ta sẽ sử dụng cái intem extend, chúng ta có thể đánh giá một số bệnh nhân có tình trạng tăng đông gắn liền với sự giảm nặng protein C và protein S. Đây là một cái nghiên cứu của Viện Hội Truyền máu Trung ương năm 2014, thì các anh chị thấy ở đây là các cái biểu hiện xuất huyết nó rất là đa dạng. Nó bao gồm xuất huyết dưới da, chảy máu niêm mạc và chảy máu nội tạng là ba cái vị trí hay gặp nhất. Trong đấy thì có thể là anh chị có thể gặp là chảy máu mũi, chảy máu chân răng, đái máu, xuất huyết dưới da, xuất huyết tiêu hóa, chảy máu màng phổi, màng bụng, rồi chảy máu phổi, xuất huyết não và vỡ nang graft. Bên cạnh đấy thì cũng có những bệnh nhân chảy máu cơ, chảy máu khớp, chảy máu sau khi phẫu thuật cũng như chảy máu sau khi cắt da, và cũng có trường hợp bệnh nhân là tụ máu xung quanh mắt. Như vậy là hình ảnh xuất huyết nó rất là đa dạng. Về để chẩn đoán xác định thì chúng ta như vậy thấy là lâm sàng có thấy một cái xuất huyết gặp nhiều vị trí và đa dạng. Với tiền sử thì chúng ta sẽ khai thác cái tiền sử dùng thuốc, tiền sử ăn uống và tiền sử gia đình. Như vậy là các cái thuốc mà chúng ta hay chúng ta như ở trên mô tả ở trên thì chúng ta có rất nhiều nhóm thuốc, nhưng mà cái nhóm thuốc mà chúng ta hay gặp nhất đấy là cái sử dụng warfarin, coumadin ở trong những trường hợp bệnh nhân có bệnh lý tim mạch mà dùng mà không kiểm soát tốt, hoặc là công tác bên cạnh đấy chúng ta cũng phải khai thác cái tiền sử ăn uống của bệnh nhân và tiền sử gia đình. Thì tiền sử ăn uống thì tại sao là như vậy? Bởi vì là chúng ta ở đây chúng qua thực tiễn lâm sàng thì chúng tôi nhận thấy là có rất là nhiều bệnh nhân có liên quan có những cái biểu hiện của cái chảy máu mà kéo dài. Đồng thời trong gia đình thì có nhiều cũng có người ở cùng với bệnh nhân cũng có cái biểu hiện tương tự, sinh hoạt cũng tương tự này, ăn uống cùng một cái nguồn này thì cũng có thể biểu hiện, hoặc là những cái thói quen ăn uống của người bệnh, việc của bệnh nhân ví dụ như là thích ăn hay ăn thịt chó, thịt mèo, hoặc là chăm sóc mèo bị ốm, hoặc là những cái mà nó có liên quan đến cái thuốc bà chuột ở trong nữa, tôi sẽ mô tả phía sau. Đấy. Và xét nghiệm thì có PT giảm, APTT kéo dài, các chỉ số khác như fibrinogen, số lượng tiểu cầu trong dạng bình thường, kháng đông nội ngoại sinh âm tính, và các yếu tố máu phụ thuộc beta bao gồm yếu tố 2, 7, 9, 10 để giảm, protein C, trong protein S giảm, và các yếu tố khác bình thường hoặc là tăng. Thì chúng ta nghĩ đến là một cái trường hợp chẩn đoán là một cái trường hợp thiếu yếu tố máu phụ thuộc beta. Thế ngoài cái việc mà thiếu yếu tố chúng ta chẩn đoán bệnh ra, chúng ta cần phải chẩn đoán nguyên nhân. Thế thì cái việc khai thác tiền sử dùng thuốc, tiền sử ăn uống cũng như tiền sử gia đình cũng sẽ giúp chúng ta khai thác rất là, chúng ta định hướng được rằng là cái nguyên nhân của bệnh nhân là gì, thì chúng ta mới sẽ có được cái kế hoạch điều trị cho nó phù hợp. Bên cạnh đấy thì chúng ta cũng cần phải chẩn đoán phân biệt, ví dụ như là có những bệnh lý về gan thì nó cũng có thể giảm các yếu tố đông máu. Yếu tố 2, 7, 9, 10 nó cũng đều giảm. Thì tuy nhiên nó có khác nhau là trên lâm sàng thì thường cái xuất huyết tiêu hóa thường với cái sơ gan ấy thì thường có cái xuất huyết tiêu hóa ở trên do gan giãn vỡ tĩnh mạch thực quản, cũng như là giảm cái nồng độ và chức năng của fibrinogen, giảm yếu tố 5 và giảm tiểu cầu do giảm thrombopoietin, và kèm theo có thể có những tình trạng ứ mật.
hoặc là phân biệt tiếp theo nữa với các yếu tố đông máu bẩm sinh đơn độc hoặc là phối hợp khác như thiếu yếu tố 7 bẩm sinh, thiếu yếu tố 9, yếu tố 2, yếu tố 10, yếu tố 7, yếu tố 10 kết hợp. Và đặc biệt là thiếu yếu tố 7 bẩm sinh thì rất là dễ nhầm trong các trường hợp thiếu yếu tố máu phụ thuộc vitamin K mà đã điều trị bằng vitamin K rồi. Nhưng như các anh chị thấy là yếu tố 7 là cái yếu tố giảm rất là sớm và hồi phục rất là lâu. Chính vì vậy mà khi đối với những trường hợp bệnh nhân mà đã được điều trị rồi thì có khi đến với các anh chị chỉ có khi chỉ có PT kéo dài thôi, và định lượng thì có yếu tố 7 giảm. Thế thì phải căn cứ vào trên các biểu hiện tiền sử cũng như là các cái biểu hiện lâm sàng để chúng ta chẩn đoán cho nó đỡ bị chúng ta đỡ bị nhầm. Việc chẩn đoán nguyên nhân về bẩm sinh thì dựa vào tiền sử cũng như là có thể là triển khai các cái xét nghiệm về mặt di truyền. Về mắc phải thì chúng ta hãy khai thác cái việc là uống quá liều thuốc kháng viêm K như các cái thuốc chống đông đường uống hoặc là các cái ngộ độc thuốc diệt chuột là suy dinh dưỡng và giảm hấp thu. Anh chị lưu ý là trên thị trường Việt Nam thì hiện nay thị trường Việt Nam và thế giới là có thuốc diệt chuột thì là có nhiều loại, trong đấy thì có loại là kháng và sử dụng cái cơ chế là thuốc kháng vitamin K. Đặc biệt là nó có cả cái thuốc loại gọi là super warfarin có cái sức mạnh, có cái độc lực cũng như là cái thời gian bán hủy nó rất là lâu, và những cái trường hợp như thế nó có thể ảnh hưởng gây ra là ngộ độc thứ cấp, có nghĩa rằng là nếu như chúng ta ăn phải bả chuột thì chúng ta có thể là bị ngộ độc. Thế nhưng mà nếu chúng ta ăn phải con chó, ăn thịt chó mà con chó đấy ăn phải bả chuột chẳng hạn, thế thì cũng bị, hoặc là con chó ăn con chuột mà con chuột bị bả, thế là người cũng có thể bị như vậy, nó có thể bị ngộ độc thứ cấp. Chính vì vậy mà cái chúng tôi luôn luôn khai thác uống của bệnh nhân để có thể khoanh vùng được cái nguyên nhân cũng như là đưa ra cái kế hoạch điều trị cụ thể. Và căn cứ vào cái nguyên nhân này thì chúng ta sẽ điều trị, như bẩm sinh thì chúng ta sẽ phải điều trị cho bệnh nhân suốt đời. Và nếu như dùng quá nhiều thuốc kháng vitamin K thì chúng ta sẽ chỉ điều trị để cái hết chảy máu thôi. Sau đấy là với các bệnh nhân cần phải dùng thuốc tiếp tục ấy, thì chúng ta sẽ lại phải dò lại cái liều để mà chúng ta phải điều chỉnh làm sao để có thể là đưa cái INR lại về cái, sau khi bệnh nhân hết chảy máu thì chúng ta sẽ đưa lại INR về cái giá trị bình thường để đảm bảo cho cái tác dụng chống đông. Thế còn với cái suy dinh dưỡng và giảm hấp thu thì chúng ta cũng sẽ phải điều trị để kết hợp để làm sao loại trừ được nguyên nhân thì chúng ta sẽ bệnh nhân có thể khỏi được bệnh. Còn riêng cái tụ cầu thuốc diệt chuột thì trong nữa chúng tôi sẽ có cái bổ sung tiếp theo. Để trong cái nghiên cứu của chúng tôi năm 2014 tại Viện Huyết học Truyền máu Trung ương thì đây là cái mô tả có 35 trường hợp, thì có đến 25 trường hợp chúng tôi không tìm được nguyên nhân. Có trong đấy có 3 trường hợp là xác định được nguyên nhân là do có chất kháng nguyên K, đấy là có một trường hợp uống quá liều này, có một trường hợp xác định được ngộ độc thuốc diệt chuột và một trường hợp là định lượng được warfarin trong máu. Thế còn lại nữa là có 2 trường hợp là do giảm hấp thu vitamin K, trong đấy có một trường hợp bệnh nhân loạn khuẩn, 6 trường hợp do ỉa phân mỡ và rối loạn hấp thu. Và có đến 25% chiếm tỷ lệ 71,42% là chưa rõ nguyên nhân. Như vậy là khai thác các kiểu nhưng không biết được là bệnh nhân nhiễm độc bằng cái nguồn nào. Và thường cái nguyên nhân mà không rõ này, các cái nguyên nhân mà không rõ này này, đa số là bệnh nhân có cái là lâu dài. Nghĩa là cần phải dùng cái thứ nhất là cái liều thuốc thì cao và theo dõi rất là dài bệnh nhân mới hết cái giải độc được, và cái chúng tôi nghi ngờ là do ngộ độc super warfarin. Thế thì so với lại cái và trong cái nhóm bệnh nhân của chúng tôi thì trong cái nhóm chưa rõ này này, chưa rõ cái tiền sử này này, thì là các bệnh nhân thì là có quan hệ về mặt, ví dụ như có khi là hai vợ chồng trong cùng một nhà này, có khi một người chị, một người em, một người con, một người mẹ, hoặc là hàng xóm, rồi có chung một cái ở khu vực sinh hoạt địa lý này, khu vực địa lý ở chung gần nhau này, cũng như 2014 này có trường hợp có một cái mối quan hệ ăn uống cùng với nhau, lại có thời điểm xuất hiện triệu chứng gần dòng nhau, cách nhau từ vài ngày đến vài tuần, và như vậy nó có khả năng là liên quan đến một nguyên nhân mà chúng tôi nghi ngờ là do ngộ độc ở super warfarin. Và về điều trị thì tùy thuộc vào cái từng đối tượng một chúng ta cần phải điều trị khác nhau. Như đối với trẻ sơ sinh thì để mà dự phòng thì theo cái hướng dẫn của WHO thì chúng ta để dự phòng cái chảy máu. Trước đây khi mà tôi còn sinh viên ấy, thì khi tôi đi học thì tôi thấy nhi có rất là nhiều các cái cháu bé khoảng tầm 3 tháng tuổi, 6 tháng tuổi là bị sốt huyết não, thường là do thiếu yếu tố máu phụ vitamin K. Nhưng bây giờ sau khi mà chúng ta đã áp dụng cái việc mà bổ sung cái vitamin K
dự phòng ngay trong trẻ sơ sinh thì có lẽ là cái tỷ lệ đấy đã giảm xuống rồi. Và cái chúng ta có thể sử dụng vitamin K tiêm bắp 1 mg trong vòng 6 giờ sau sinh, hoặc là có thể là cho trẻ uống có loại là nhỏ giọt để uống. Và nếu như mà trẻ em mà có chảy máu thì chúng ta có thể tiêm bắp vitamin K 1 mg mỗi 6 giờ và kết hợp với phức hợp protamin cộng đặc nếu trẻ máu nặng trên lâm sàng. Và đối với người lớn thì nếu mà trong trường hợp mà có chảy máu đe dọa đến tính mạng thì chúng ta sẽ dùng cái huyết tương đông lạnh trước khi và truyền vitamin K. Và sau bên cạnh đấy thì chúng ta sẽ dùng cái vitamin K 10 đến 20 mg trong dextrose 5% hoặc natri chloride 0,9% với tỷ lệ pha không vượt quá 1 mg trên 1 ml. Và khi mà chúng ta truyền vitamin K như này thì nồng độ PT của chúng ta, PT APTT của chúng ta sẽ hồi phục trong vòng 12 đến 24 giờ. Và trong nghiên cứu của chúng tôi thì có 100% bệnh nhân đáp ứng với cái liều bổ sung vitamin K từ 10 đến 20 mg ngay sau 3 giờ. Thế thì nếu mà cái trường hợp quá liều thuốc chống đông máu nhóm Coumadin, đây là những cái trường hợp mà bệnh nhân có cái bệnh lý mà bắt buộc phải sử dụng các cái thuốc chống đông. Thế thì chúng ta có những cái phương án nó xử trí nó khác. Đây là một cái theo hướng dẫn của Hội Tim học Mỹ. Thì nếu trên lâm sàng bệnh nhân có chảy máu thì chúng ta sẽ sử dụng 10 mg truyền tĩnh mạch vitamin K truyền tĩnh mạch trong hơn 30 phút và kết hợp với huyết tương đông lạnh 10 đến 30 ml trên 1 kg, hoặc sử dụng phức hợp protamin cô đặc với liều từ 25 đến 50 đơn vị trên 1 kg. Thế còn nếu trên lâm sàng mà không có chảy máu, nếu INR từ 4 đến 10 thì chúng ta dừng warfarin và chúng ta uống vitamin K1 khoảng 2,5 mg và theo dõi để làm sao để có INR nó trở về so với cái ngưỡng giá trị ngưỡng của chúng ta mong muốn. Thế còn nếu như INR lớn hơn 10 thì chúng ta phải ngừng warfarin và uống vitamin K từ 2,5 đến 5 mg và theo dõi. Và đối với những trường hợp bệnh nhân mà có cái biểu hiện chảy máu nặng trên lâm sàng thì chúng ta có thể sử dụng yếu tố 7A để mà cầm chảy máu, cũng như là để mà trong những trường hợp bệnh nhân mà có cái quá liều Coumadin này, quá liều sử dụng kháng vitamin K mà cần phải phẫu thuật ấy, thì chúng ta có thể sử dụng yếu tố 7A với cái liều 20 microgram trước khi làm phẫu thuật thì có thể an toàn cho người bệnh. Còn đối với cái nhiễm ngộ độc ở super warfarin thì đây là theo cái hướng dẫn của Bộ Y tế năm 2015 và do bên chỗ chống độc họ các anh chị về bên chuyên ngành chống độc họ soạn thảo. Thế thì ở đây họ đưa ra cái hướng dẫn như sau. Thứ nhất, nếu mà INR nhỏ hơn 5 và không có chảy máu trên lâm sàng thì sử dụng vitamin K uống với trẻ em là liều 0,25 mg trên mỗi kg ở trên gram mỗi 6 đến 8 giờ đến khi INR về bình thường. Còn người lớn thì 20 mg mỗi 6 đến 8 giờ đến khi INR bình thường. Và theo dõi INR mỗi 12 giờ để điều chỉnh liều vitamin K1. Còn nếu INR lớn hơn 5 và không có chảy máu trên lâm sàng thì truyền tĩnh mạch vitamin K 10 đến 20 mg một lần và 3 đến 4 lần một ngày. Đấy, và theo dõi đông máu cơ bản đến khi INR nhỏ hơn 5 thì chuyển sang đường uống. Còn nếu như mà chảy máu nặng trên lâm sàng thì cũng dùng vitamin K nhiều trên cũng như là dùng huyết tương tươi đông lạnh. Thế thì các anh chị cũng hết sức lưu ý là ngộ độc super warfarin này thì chúng ta sẽ phải dùng cái liều, các anh chị nếu mà đọc cái tờ hướng dẫn ở trong cái vitamin K ấy, thực ra yêu cầu là dùng không quá 20 mg hoặc 40 mg một ngày, nhưng mà ở chỗ chúng tôi đã có những trường hợp là chúng tôi sử dụng đến cái liều là 100 mg một ngày đối với bệnh nhân thì mới có thể duy trì được cái INR ở trong xét nghiệm các cái chỉ số PT và APTT về dạng bình thường, bởi vì cái độc tính của bệnh nhân, ngộ độc của bệnh nhân nó quá là cao. Còn đối với các cái bệnh nhân mà gặp ở huyết học khác gì so với lại gặp các bệnh nhân gặp ở chuyên khoa chống độc. Chuyên khoa chống độc khi là người ta tiếp xúc với bệnh nhân, người ta đã được biết rằng là bệnh nhân là có uống thuốc bả chuột rồi, có nguy cơ, nghĩa là đã tiếp xúc với độc chất rồi. Thế còn như các bệnh nhân khác khi đấy thì người ta sẽ có những phương án điều trị nó sẽ nhanh hơn. Nhưng mà các cái bệnh nhân mà rối loạn đông máu mà đến với các cái chuyên khoa khác
thì chúng ta do không khai thác được cái tiền sử tiếp xúc với lại độc chất, cho nên là nó sẽ giúp, nó sẽ làm cho cái việc định hướng để chẩn đoán của chúng ta nó sẽ chậm hơn. Tuy nhiên này, khi sau khi bài này thì tôi cũng mong muốn các anh chị sẽ nhớ đến một cái rối loạn đông máu là do yếu tố đông máu thủ Minka do liên quan đến độc chất, đặc biệt là độc chất nên ở trong có bả chuột, vì vậy mà các anh chị sẽ có những cái phương cái xử lý nó sẽ nhanh hơn. Với cái ca lâm sàng một ấy, thì chẩn đoán của chúng tôi là thiếu yếu tố máu thủ vitamin K và theo dõi do ngộ độc thuốc diệt chuột do bệnh nhân là uống nhầm. Chúng tôi sử dụng vitamin K một liều 40 mg một ngày truyền tĩnh mạch kết hợp với kháng sinh truyền dịch thì bệnh nhân ra viện được. Đây, như vậy là như cái sau ngày đầu tiên nhất thì các anh chị thấy là các xét nghiệm của các thời điểm ngày thứ nhất, ngày thứ tư và ngày thứ bảy thì cái PT sau ngày thứ nhất thì nó có rút ngắn nhưng mà chưa về bình thường cả PTT nữa, nhưng mà đến ngày thứ tư thì nó tăng dần và đến ngày thứ bảy thì nồng độ đã trở về bình thường, và sau một tuần thì bệnh nhân ra viện điều trị tại nhà bằng vitamin K đường uống liều 40 mg và hẹn tái khám sau một tháng. Còn với ca lâm sàng 2 và 3 thì chúng tôi nghi ngờ là cái thiếu yếu tố, chúng tôi chẩn đoán là thiếu cái yếu tố máu phụ thuộc minh ca và theo dõi do ngộ độc thứ cấp thuốc diệt chuột. Ở cái trường hợp thứ hai thì chúng ta không phát hiện được cái ở trường hợp thứ hai là cái trường hợp mà cả hai vợ chồng cùng bị bệnh ấy. Thì sau đấy thì chúng tôi khai thác thì người nhà nói là một năm nghĩa là trong vòng một tháng thì ăn thịt chuột ăn thịt chó khoảng 6-7 lần, và trong đấy thì có lúc nào ăn thịt chó mà con chó thì là do nhà nuôi, như vậy nhà đấy là nuôi chó để mà ăn. Và chúng tôi cũng khai thác là thế con chó nó có khỏe hay không, trong đấy là có một lần là có một con chó là không được khỏe nhưng mà thịt tất cả nhét hết vào trong 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 tủ lạnh hay xong lại ăn dần, như vậy là có khả năng là con chó đấy đã bị ngấm thuốc diệt chuột và nó là cái nguy cơ nó làm cho cả hai vợ chồng đều bị. Và chúng tôi sau khi mà điều trị thì chúng tôi cho uống vitamin K, sau đấy uống vitamin K sau đấy ra viện để theo dõi tiếp. Về ngộ độc ở về cái warfarin và sulfafarin, thế thì như vậy là mà ngộ độc warfarin và sulfafarin là cái nguyên nhân hay gặp nhất trong nhóm nguyên nhân mắc phải gây yếu tố thiếu tung máu phụt vitamin K, và cái tác dụng chống đông có thể xuất hiện sau 8 đến 12 giờ và có thể sau 2 đến 3 ngày và kéo dài 3 đến 7 ngày. Riêng cái chất chống đông tác dụng kéo dài hay còn gọi là super warfarin ấy, gồm có brodifacum này, bromodilon này, gây rối loạn đông máu kéo dài hàng tuần đến hàng tháng, thậm chí có vài năm. Và cái liều tử vong thấp nhất trên người do warfarin được báo cáo là 6.667 mg trên kg. 6, em xin lỗi. Warfarin có thể qua hàng rào nhau thai nhưng không qua sữa nhưng không ảnh hưởng đến việc nuôi cho con bú. Các anh chị nhận thấy ở đây là có các cây mẫu vỏ thuốc chuột đấy ạ. Anh chị nhận thấy đây nó có, ví dụ đây là warfarin, liều là 0,05%. Đấy. Thế đây là có brodifacum, cái đây là cái super warfarin ạ. Đấy, như là người ta quảng cáo là có thể giết chết trong một lần ăn. Như vậy là rất là kinh khủng. Mà khối lượng tịnh là 100 gram cơ ạ. Anh chị nhận thấy là 100 gram. Nó rất là nhiều, đây cả cái gói này nữa là 100 gram. Thế không may mà con chuột nó ăn phải hoặc là mình ăn phải cái món này thì là thực sự nó rất là nguy cơ, đặc biệt là ở trẻ em ấy, thì có thể là khi người ta đánh chuột người ta không giữ không 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 kín thì không bảo quản tốt thì là các cháu nó có cái bẫy cái bả đấy để nó ăn, rất là nguy hiểm. Về theo dõi thì nếu chỉ có quá nhiều warfarin thôi thì thời gian điều trị ngắn mà trung bình là 6 ngày. Còn chúng ta có thể là nếu mà định lượng cái nồng độ của một số super warfarin các bệnh nhân thiếu hụt yếu tố máu phụ thuộc minh ca như brodifacum thì thấy là thời gian mãn hủy của chất này khá dài là từ 15 đến 33 ngày, và cái thời gian trung bình để điều trị ổn định vitamin K trong trường hợp super warfarin chúng tôi là 3 đến 6 tháng và có thể dài hơn, và có bệnh nhân dài nhất là 4 năm thì mới về bình thường. Thế cái trường hợp 4 năm này thì vẫn chúng tôi không khai thác được cái nguy cơ của bệnh nhân nó lây nhiễm từ cái nguồn nào. Thế thì có sẽ có hai khả năng khi mà chúng ta không khai thác được ấy, nó sẽ hai khả năng, một là cái chất độc của bệnh nhân nó quá nhiều và nó thải trừ rất lâu trong cơ thể, cái thứ hai là bệnh nhân có thể là bị tái nhiễm do chúng ta không khai thác được cái nguồn lây.
nguồn nguồn nhiễm. Chính vì vậy mà chúng ta khi mà gặp những trường hợp như vậy là chúng ta sẽ phải giải thích cho bệnh nhân. Và cái này là nó có thể là của bác là do chúng tôi theo dõi là bác ngộ độc cái chất đến bả chuột, và nó có thể tiếp xúc qua đường thức ăn uống hoặc là chính là đường tiếp xúc. Và chính vì vậy khi mà bệnh nhân người ta sẽ về khoanh vùng lại được là nhiễm về chỗ nào, mình sẽ phải mô tả cho người ta cái cơ chế về bị ngộ độc để cho bệnh nhân họ sẽ tự khoanh vùng. Và một cái lưu ý nữa là những cái trường hợp này sẽ phải là theo dõi rất lâu trở lại và phải dùng vitamin K thường xuyên. Thế chúng tôi gặp những trường hợp là bệnh nhân sau khi mà bổ sung ở bệnh viện về rồi thì sau đấy là dùng thuốc xong thì cho bệnh nhân về nhà, tức là cũng không kê đơn cho bệnh nhân, thì đi về thì lần sau một tuần sau bệnh nhân, một tháng sau bệnh nhân lại đến. Thế còn khi bệnh nhân lại chỉ kê đơn cho bệnh nhân một tháng, thế một tháng sau đến kiểm tra thì lại thấy bình thường rồi, thế cho bệnh nhân nghỉ thuốc. Tức là vài ba khoảng tầm chục hôm sau hoặc nửa tháng sau bệnh nhân lại vào. Và chính vì vậy là những trường hợp như này các anh chị sẽ phải theo dõi lâu dài và giảm dần liều, đến khi nào bệnh nhân mà ngừng thuốc cả tháng trời mà bệnh nhân không có chảy máu, không chảy máu hoặc là không mà xét nghiệm bình thường cũng đấy mới để cho bệnh nhân ngừng được. Thuốc của vitamin K đường tiêm và đường uống là tương đương nhau, vì vậy có thể chuyển vitamin K đường uống cho bệnh nhân điều trị tại nhà. Một cái trường hợp nữa rất là đây tôi để tôi mô tả cho mọi người biết rằng là cái diễn biến của bệnh nhân, các xét nghiệm của bệnh nhân nó sẽ thay đổi như thế nào khi mà chúng ta bổ sung vitamin K, và chúng ta cần phải khai thác như thế nào để có thể là các cái nguồn lây làm sao để chúng ta có thể là khoanh vùng được nguồn ngộ độc. Đây là một cái trường hợp bệnh nhân 67 tuổi ở Thái Nguyên vào viện tháng 10 năm 2020. Có tiền sử động kinh và chậm phát triển tinh thần từ nhỏ và bệnh nhân vẫn uống thuốc thường xuyên. Khoảng trước khi vào viện xuất hiện nôn máu, sau 3 ngày xuất hiện đái máu liên tục và kèm theo mệt mỏi tăng dần, và bệnh tiến tỉnh thì phát hiện có thiếu máu và rối loạn đông máu, chuyển viện huyết học truyền máu trung ương. Tiền sử thì khai thác thì bệnh nhân ở chung với một mẹ già 90 tuổi và chị dâu 65 tuổi. Thì sau khi bệnh nhân ở vào viện 3-4 ngày thì chúng tôi cũng khai thác được là mẹ bệnh nhân bắt đầu cũng có chuyển bị, nhưng vì bà cụ già rồi cho nên người nhà không đưa lên bệnh viện mà vào bệnh viện đa khoa bệnh viện ở tỉnh. Nên xét nghiệm khi bệnh nhân vào viện, các anh chị nhận thấy là cái xét nghiệm mà lúc đầu vào thì PT giảm rất là nặng, dưới 2%, INR trên 25, RAPT lớn hơn 5, trong khi là fibrinogen là hơi tăng, RAPT, RTT thì trong dạng bình thường, nhưng có thiếu máu rất là nặng, huyết sắc tố 52g, số lượng tiểu cầu tăng, số lượng bạch cầu thì ở trong dạng bình thường. Chúng tôi làm tiếp. Như vậy là bệnh nhân này có một cái thiếu hụt, có PT3PTT kéo dài kết hợp. Chúng tôi làm tiếp kháng đông đường ngoại sinh và kháng đông đường nội sinh. Thì là không, bệnh nhân không. Như vậy là bệnh nhân do bị thiếu hụt yếu tố, yếu tố chứ không phải do kháng thể kháng tố đông máu. Và các bước tiếp theo là chúng tôi định lượng các yếu tố. Ở đây có cái 2, 7, 9, 2, 5, 9, 10. 11, OTC, protein S. Các anh chị nhận thấy là yếu tố phụ thuộc viên ga bao gồm yếu tố 9, yếu tố 2, yếu tố 7, yếu tố 10 và protein C, protein S rất giảm. Trong đấy là yếu tố 9 là 1,2%, yếu tố 2 1,7, yếu tố 7 là 0,3, yếu tố 10 là 3,1, protein C nhỏ hơn 10 và protein S là 13,2. Trong khi là các yếu tố không phụ thuộc viên ga thì lại bình thường, ví dụ yếu tố 5 146 là cao, yếu tố 11, 77 là bình thường, còn yếu tố 8 là trên 150% là tăng. Và chúng tôi đã quyết định rằng là bổ sung yếu tố vitamin K cho bệnh nhân, đồng thời là truyền khối hồng cầu. Thế thì sau một ngày truyền 40mg, thế thì sau 12 tiếng thì cái PT của bệnh nhân đã rút ngắn còn 46%, tăng lên còn 6%, RPTT từ trên 5 thì nó còn 1,5. Và chúng tôi tiếp tục bổ sung thêm một liều là ngày 40mg 20 chia làm 2 buổi sáng 20 chiều 20, thì cái lượng cái PT sau khi đấy là tăng lên là 67% và APTT là như vậy. Nếu như các anh chị mà bệnh nhân đã đến với các anh chị vào cái thời điểm người ta đã sử dụng thuốc hoặc là cái tuyến người ta dùng thuốc rồi, nếu xét nghiệm như vậy lúc đầu vào thì rất thấp cả PT, APTT rất thấp, nhưng nếu đã được sử dụng thuốc rồi thì các anh chị lại thấy có cái PT là nó chỉ còn mỗi PT kéo dài thôi và APTT bình thường. Vì vậy đây là cũng là một cái lưu ý để cho anh chị chẩn đoán phân biệt khi mà bệnh nhân đã qua tuyến dưới. Bởi vì có khi
dưới họ cũng không biết rằng là thiếu yếu tố máu phụ thuộc viêm gan đâu, nhưng mà không có gì ở trong tay thì cứ có vitamin gan là tiêm hoặc tiêm hoặc truyền, thì khi đấy là nó cũng sẽ có cái tác dụng cầm máu cho bệnh nhân. Và đây sau khi mà được bổ sung đủ các yếu tố vitamin K thì bệnh nhân xét nghiệm PT về bình thường và PTT cũng tầm bình thường. Các anh chị hết sức lưu ý với tôi là vitamin K thì nó có mấy dạng như sau. Thứ nhất là về cái dạng ống tiêm ấy, thì nó có tiêm bắp và truyền tĩnh mạch. Thế thì cái tiêm tĩnh mạch thì sẽ bị chống chỉ định, bởi vì nó có thể nguy cơ nó gây tụt huyết áp hoặc sốc phản vệ. Tuy nhiên là cái chuyện và nguyên tắc là chúng ta sẽ phải pha loãng ra, chúng ta truyền với cái tốc độ không 1 mg trên 1 ml, với cái nồng độ không quá 1 mg trên 1 ml. Còn đối với vitamin K dạng tiêm bắp ấy, thì nó sẽ đối với những trường hợp khi mà cái xét nghiệm mà PT và APT nó rất là thấp, bệnh nhân vẫn đang ở trong tình trạng giảm đông, nếu chúng ta sử dụng vitamin K dạng tiêm bắp nó sẽ làm cho bệnh nhân dễ bị chảy máu, và rất nhiều bệnh nhân từ tuyến dưới lên chuyển lên chúng tôi. Thế thì ngoài cái chuyện chảy máu tự phát do rối loạn đông máu thì còn do trong chảy máu do bị tiêm bắp nữa. Nhưng mà trong ví dụ như ở trong cái giai đoạn mà PT còn 67% hoặc là PT 87% như thế này thì anh chị có thể tiêm bắp cho bệnh nhân. Thì đấy là một cái về bức tranh về cái rối loạn đông máu phụ thuộc viêm K. Thế thì tôi lấy một cái kết luận, thứ nhất là một cái rối loạn hay gặp ngộ độc superglofarin và cần phải tìm nguyên nhân và điều trị theo nguyên nhân. Lâm sàng có thể biểu hiện từ nhẹ đến nặng và thậm chí có thể ảnh hưởng đến đe dọa đến tính mạng. Việc điều trị thì dễ theo dõi, dễ điều trị với chi phí điều trị thấp lâu dài nếu mà có ngộ độc superglofarin. Báo cáo của tôi đến đây là hết ạ. Xin trân trọng cảm ơn các anh chị. Như vậy ở đây có phần trả lời câu hỏi này. Thứ nhất là có một cái câu là ở bệnh viện em không có vitamin K được uống, chỉ có vitamin K 10 mg, vitamin K 1 10 mg, thì em dùng như thế nào? Thì chúng tôi chỉ có vitamin K 1 10 mg thôi, thì vẫn đầu tiên nhất với cái liều mà khởi đầu thì chúng tôi sử dụng cái liều là thường thông thường với nếu với người lớn. Thì ngoại trừ những cái việc mà bệnh nhân uống quá liều vitamin K, giống như thế là thì do cái việc điều trị thuốc của bệnh nhân mà chúng bệnh nhân uống quá liều, ví dụ như bệnh nhân dùng nhĩ đang dùng vitamin K, kháng vitamin K mà bị quá liều thì chúng ta sẽ dùng cái liều giống như hướng dẫn như ở trên. Thế còn nếu những trường hợp chúng ta không khai thác để tiền sử thì chúng ta sẽ nghĩ nhiều đến cái việc mà nghĩ đến nhiều đến cái việc mà do ngộ độc superglofarin hoặc các nguyên nhân khác. Thế thì chúng tôi sẽ thường để bắt đầu với người lớn, chúng tôi dùng liều từ 10 đến 20 mg trên 100 cân nặng trên một ngày truyền tĩnh mạch. Thường chúng tôi sẽ pha khoảng với 1 đến 2 ống cho 100 ml nước muối hoặc là đường 5%. Sau đấy thì sau 3 tiếng đồng hồ chúng tôi sẽ kiểm tra lại. Khi làm lại thì thông thường thì chúng tôi đã thấy rằng là PT nó đang, nếu giả sử dưới 5% chẳng hạn, nó đã lên đến khoảng hơn 20 rồi. Và sau 12 tiếng thì chúng tôi đánh giá lại. Nghĩa là thường từ ngày hôm trước chúng tôi sẽ dùng liều khoảng 20 mg, đến ngày hôm sau chúng tôi đánh giá lại. Nếu như mà cái PT mà nó vẫn dưới 60% thì chắc chắn chúng tôi sẽ phải tăng liều gấp đôi. Chúng tôi sẽ phải tăng liều khoảng tầm 40 mg, 20 buổi sáng, 20 buổi chiều, và tiếp tục như thế. Mà vì thứ nhất là nếu như chúng ta định lượng được superglofarin ở trong máu thì chúng ta có thể là tính toán được liều, nhưng đây mình toàn đoán thôi chứ còn không làm được. Cũng có những cái labo họ nói là họ có thể làm định lượng được, nhưng mà với điều kiện là các anh phải cung cấp mỗi một tháng 20 mẫu, chứ nếu không có 20 mẫu xét nghiệm hoặc là cái chi phí điều trị, chi phí chẩn đoán nó sẽ là 3 triệu một mẫu. Như vậy thì bệnh nhân không thể làm được, và tôi cũng không thể là có đủ bệnh nhân để mà làm, để gửi 20 mẫu một trong vòng một tháng. Chính vì vậy chúng tôi cái việc định lượng của superglofarin trong máu này hiện nay tôi không làm được. Chúng tôi thường dò liều như thế. Thế như vậy là cứ tăng lên là từ 10 này, không 20 này, hoặc là 40, 60 đến 80. Khi nào bệnh nhân PT trên 70% là đấy là cái liều mà chúng ta có thể là duy trì được. Và sau khi PT về bình thường như vậy rồi thì khi mà chúng ta ra viện thì chúng ta vẫn phải duy trì cái liều như thế, và hẹn bệnh nhân sau một tháng khám lại. Nếu như PT vẫn ổn định ở cái giai mức độ như vậy thì chúng ta có thể là sẽ giảm liều dần. Thế còn nếu mà trong khi mà về nhà thì các anh chị kê vitamin K được uống, nhưng mà cũng là liều hấp thu, liều nó tương đương với lại cái liều mà chúng ta cho bệnh nhân đường tiêm. Tuy nhiên thì là các anh chị lưu ý là cái thuốc đấy cũng tương đối đắt tiền. Nó phải khoảng hơn 100 mg, một lọ 100 mg thì nó khoảng hơn 100.000, 120.000 gì đấy. Thế nếu như một ngày hơn 100 mg thì là một tháng là hết hơn 3 triệu rồi, hơn 2 triệu rồi. Trong khi đấy thì bệnh nhân toàn những người ở quê,
Rồi đa số là bệnh nhân ở quê và sống vùng nông thôn, cho nên cái chi phí đấy tương đối tốn tiền. Một câu hỏi tiếp theo, tại sao trong các xét nghiệm tầm soát thì đều cho định lượng cả yếu tố 5, có thời gian do có thời gian APTT kéo dài hay để phân biệt suy gan cấp? Thực sự mà nói thì là nếu về mặt lý thuyết mà chẩn đoán thì chúng ta để chẩn đoán được là thiếu yếu tố máu phụ thuộc viên ca thì chúng ta phải có các yếu tố đông máu phụ thuộc viên ca nó giảm, còn các yếu tố không phụ thuộc viên ca thì nó bình thường. Tuy nhiên thì không phải là lúc nào chúng ta cũng làm được tất cả các yếu tố, và không phải lúc bệnh nhân nào cũng có đủ điều kiện để làm. Thế thì chúng tôi sẽ làm cái yếu tố 5, làm cái yếu tố mà nếu như trong những trường hợp phân biệt với những trường hợp mà do cái suy chức năng gan ấy, thì sẽ có cả do ngoài cái chuyện ngộ độc warfarin ra thì nó cũng sẽ giảm yếu tố 2, 5, 2, 7, 9, 10, thì trong cái suy gan thì cái yếu tố 5 nó cũng sẽ giảm, và khi đó chúng tôi sẽ phân biệt được là thiếu các yếu tố máu phụ thuộc viên ca là do ngộ độc warfarin hay là do suy giảm chức năng gan. Ở đây một câu hỏi là nếu như mà nghi theo dõi bệnh nhân ngộ độc warfarin ấy, thì nếu như bệnh nhân bình thường rồi thì chúng ta hẹn như thế nào và liều như thế nào? Thế thì thứ nhất, theo kinh nghiệm của chúng tôi thì chúng tôi sẽ giảm dần liều cho bệnh nhân. Ví dụ như tháng này bệnh nhân đang dùng 60mg chẳng hạn, thì tháng sau chúng tôi sẽ giảm liều xuống còn 40, 50, 40, thì dần dần cách một tháng mà chúng ta làm mỗi một tháng chúng ta giảm khoảng tầm 10mg, và nếu thấy vẫn duy trì ổn định thì sau khi mà dùng thuốc mà được 1-2 tháng thì chúng ta có thể hẹn bệnh nhân 3 tháng khám lại. Có những cái trường hợp các anh chị cũng đừng cho bệnh nhân ngừng vội, bởi vì là thực ra uống vitamin K mà nhiều với cái liều mà điều trị thì nó nếu mà không quá cao thì nó cũng không có quá nhiều cái tác dụng phụ. Còn nếu như các anh chị giảm thì nó sẽ có thể là giảm 1-2 tháng, 1 tháng sau đây theo dõi, sau cách 1 tháng một lần ra xem bệnh nhân là nó có ổn định hay không. Nếu ổn định được sau khoảng 3 tháng thì chúng ta có thể cắt, và sau đấy hẹn bệnh nhân 3 tháng để khám lại. Còn một cái nữa là có các sản phẩm super warfarin có trong thuốc diệt chuột và có trong các sản phẩm thuốc không, thì trong thuốc thì chỉ có warfarin thông thường thôi, cái thời gian bán hủy của nó cũng ngắn và thường khoảng 7 ngày thì đã hết rồi. Super warfarin thì có thể dùng trong thuốc diệt chuột thôi. Cô ơi, cho em hỏi một câu hỏi với ạ. Cô ơi, hiện tại thì em hỏi về cái vấn đề là hiện tại trên thị trường ấy có cái chế phẩm là K2 ấy, nó phối hợp trong vitamin D3 và K2 ấy. Thì cô cho em xin cái ý nghĩa và cái hiệu quả của vitamin K2. Vitamin K2 và cả K3 không có ý nghĩa trong cái trường hợp mà ngộ độc các rối loạn đông máu này, bởi vì chúng tôi kê cái đấy bao giờ. Nên tuy nhiên thì khi mà ở các tuyến dưới có một số những trường hợp bệnh nhân khi mà họ từ tuyến dưới chuyển lên thì các bạn kê cho vitamin K3, K2 để uống, nhưng mà bệnh nhân nó vẫn bị chảy máu lại, vì vậy mà chúng tôi phải kê lại vitamin K1. Có một bạn hỏi về cái dung nhĩ thay van 2 lá đang dùng kháng vitamin K bị chảy máu. Liều vitamin K dùng tới khi nào và khi nào khởi động lại thuốc kháng đông? Thì thứ nhất là nếu như một cái trường hợp bệnh nhân dung nhĩ như ở trong hướng dẫn thì đã có rồi, thì các anh chị thấy rằng là nếu như bệnh nhân không có chảy máu, nếu mà như mà bệnh nhân có chảy máu thì chúng ta sẽ phải điều trị đến khi hết chảy máu cho bệnh nhân. Nhưng thông thường thì chúng tôi sẽ bắt đầu cho bệnh nhân sẽ càng sớm càng tốt. Và khi mà chúng ta duy trì, chúng ta sử dụng cái vitamin K để trung hòa ấy. Để trung hòa thì bệnh nhân, ví dụ như là một cái xuất huyết tiêu hóa chẳng hạn, thì chắc chắn bệnh nhân nó sẽ cần phải có thời gian để cho cái liền cái vết thương thì nó mới không bị chảy máu tiếp. Thế thì thông thường trong cái trường hợp như vậy thì chúng tôi căn cứ vào trên lâm sàng. Nếu như mà cái dung nhĩ của bệnh nhân mà nó nguy cơ thì có thể là chúng tôi sẽ phải bắt đầu lại một cái chu kỳ đông máu lại từ đầu. Ví dụ như là chúng tôi cho bệnh nhân cầm máu này, sau khi khoảng 2 đến 3 ngày lúc đấy thì chúng tôi lại phải dùng lại cái dùng lại heparin trọng độ phân tử thấp, sau đấy thì gối là dò lại cái liều của cái kháng vitamin K của cái chu kỳ. Còn phân biệt rối loạn đông máu phụ thuộc viên K với gây chảy máu với tình trạng mất máu cấp gây rối loạn đông máu. Mất máu cấp gây rối loạn đông máu thì nó có thể là giảm trường dần, nó sẽ có thể thậm chí là tiểu cầu nó cũng giảm, rồi fibrinogen nó có thể là giảm hoặc là tăng. Đấy. Anh chị sẽ trong cái biểu hiện lâm sàng nó sẽ rất là khác, mất máu cấp. Thế còn
liều tối đa vitamin K đường tĩnh mạch và đường uống là bao nhiêu? Trong hướng dẫn, trong cái tờ hướng dẫn thuốc của người ta chỉ dùng có tối đa có 40mg thôi, nhưng có những trường hợp chúng tôi dùng đến 100mg. Và trong chúng tôi đọc tài liệu thì có những trường hợp người ta ngộ độc nhiều, người ta dùng đến 500mg. Đấy, cái đấy các anh chị sẽ phải dò từng lần một. Cơ chế tác dụng của vitamin K đường uống đường tiêm, tóm lại rằng là khi mà nó vào trong cơ thể thì nó sẽ giúp cho cái tiền vitamin K nó chuyển thành vitamin K, tiền yếu tố đông máu thì nó chuyển thành yếu tố đông máu, và vì vậy mà nó giúp cho bệnh nhân là có cái hoạt tính đông cầm máu. Các anh chị xem lại trên cái chu trình chuyển hóa vitamin K. Còn cái liều không ngộ độc thuốc diệt chuột là bao nhiêu, cái đấy thì tôi không biết vì tôi không phải là chuyên khoa chống độc. Như vậy là theo dõi thời gian theo dõi sức ngộ độc do super warfarin và warfarin khác nhau như nào. Nếu warfarin thì thông thường các anh chị khoảng tầm 5 đến 7 ngày thì nó đã hết rồi, thậm chí là anh chị cho uống một liều 50mg là ngày hôm sau PT đã về bình thường rồi. Thế nhưng mà nếu anh chị sử dụng super warfarin thì rõ ràng rằng là nếu mà các anh chị không dùng tiếp thì nó sẽ giảm, và thậm chí phải theo dõi cả, thứ nhất là liều nó sẽ phải rất cao, cái thứ hai nữa là thời gian theo dõi nó rất dài. Vitamin K tiêm nhanh có biến chứng gì không ạ? Nói chung là nếu như trong hướng dẫn thì họ thấy nói là tiêm tĩnh mạch thì có thể gây ra tụt huyết áp rồi sốc phản vệ, và chúng tôi thì cũng không sử dụng như vậy, chúng tôi pha loãng. Ở chỗ ở một câu hỏi là chỗ chúng em không có xét lượng định lượng các yếu tố đông máu của vitamin K, vậy nếu như PT và APTT kéo dài thì tiền sử không rõ ràng thì có thể điều trị thử vitamin K không? Thế thì các em bạn hoàn toàn có thể sử dụng điều trị thử, bởi vì vitamin K nó không có cái chống chỉ định gì đặc biệt. Các anh chị có thể bắt đầu dùng với cái liều 10mg hoặc 20mg đến 20mg. Thế nếu như mà các anh chị thấy là sau 3 tiếng ngồi các anh chị thấy là PT nó rút ngắn, APTT nó ngắn lại thì như vậy là các anh chị đã đi đúng hướng. PT và protein đông máu trong vitamin K ở trẻ sơ sinh có kém chính xác không? Không hiểu câu này. Kê đơn vitamin K liều cao một tháng cho bệnh nhân về uống thì có sợ bệnh nhân ngộ độc vitamin K không? Thường thì chúng tôi không sợ, vì chúng tôi đã với cái liều mà chúng tôi đã phải dò liều ở, chúng tôi đã nghi ngờ là ngộ độc super warfarin mà đã phải dùng liều rất cao rồi thì thường thì là ít khi ngộ độc vitamin K. Đây D6 vitamin K 1 có gây tan máu ở bệnh nhân thiếu D6PD không? Cái đấy thì tôi chưa có thông tin. Chúng tôi chưa có thông tin, các anh chị có thể là kiểm tra thêm.